Hello, welcome back to my chill puppy for the time. Ok, vào game rồi. Rồi. Không có khách à? Nha, yeah, đủ chi tiêu rồi, game này nó không có giải cứu. Đây, có thanh niên đó đây. Này. Thời gian lẩn trốn đã kết thúc, mình sẽ đi truy tìm. Ủa? Các thanh niên nói rồi. Hết giờ. Cái này dấu chân đi nè. Không có ai nhỉ. Là chơi em con tết. Ok. Help me. Rất là dài nhé. Rồi chúng ta sẽ cố xong được này. Rất là dài dòng đấy. Help me. Dừng nữa.
Help me. Oh, chuẩn xác đấy. Help me. Victory. Sang cái màn khác, ai sang cái màn này? Help me. Có nhiều bom thế. Thả xuống đây nhỉ? Ui xui tuyệt vời luôn. Help me. Đấy, ôm nhau thắng thiết. Nói lại chơi cái game Puppies Map. Ok, nhìn này là quá ổn rồi. Con làm bad boy. To nhỉ. Táp này, game này táp được phát là ăn. Chưa bắn. Sắp mở khóa được cái con màu đỏ nữa. Ô, con này nó bắn rồi. Tăng giáp lên. Oh no. Có quả găng tay nhìn đẹp thế mà không mở khóa được nhỉ. Triple kill. Súng lửa. Ui. Toàn con mơ hồng kìa. Mày khó quá. Này đi về hooky game. Win. Rất là lâu nhảy nhá. À, chúng ta giết 10 người. 10 thanh niên áo sọc cam này.
Ôi, chỗ này đông nhỉ. Trang trang. Wow, không được à? Nguồn nó cắn mình rồi. Tiếp tục chọn mặt cười. Trang trang. Thế là ăn rồi. Game này là game camming. Oh no. Đẩy thêm một tí nữa nha, mọi người mới nhìn được. Rất là chán buồn. Này, chúng ta sẽ di chuyển vào trong cái mép này. À, thật không thể tin được. Nói chẳng phải khác. Khó tách phết hình tưởng. Yes. Thỏ này. Lấy hai cái phone này nữa chứ. Phone này. Có fit cho cái màn này đấy. Lấy nhiều quá. Rồi. Win. Chúng ta lại chơi hockey game. Đấy, vào game rồi. Anh nhìn cái hình nó đẹp mà sao vào đây xấu thế nhỉ? Đồ cô la cô chi pia sân nhà.
rồi, vậy chơi boyfriend music. Mình đã chơi tốc độ khó luôn cho nó máu. Lên đi. Không thể làm khó được chúng ta. Hết chưa? Chơi hockey game time play. À rồi. Khó thế, cái phần này khó thế. À nó bắn rơi cái cốc thủy tinh đây mình này. Ra đi.
Để ở kia này. Ôi trời, chết nhăn răng luôn. Hỏng hết rồi.